Việt Thảo xin chào các bạn. Một lần nữa Việt Thảo xin gửi đến các bạn chuyện Minh Lệ với Việt Thảo. Đây là chuyện Minh Lệ số 963, bao gồm những câu chuyện trải nghiệm của các bạn đã gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com. Còn có phần hồi báo của người Sài Gòn liên quan đến trường hợp em trai của Trang Nguyễn qua chuyện Minh Lệ 961 mà các bạn đã và đang theo dõi. Hồi báo này có được sau khi Việt Thảo nhận được hình của cha và mẹ cũng như em của Trang Nguyễn và gửi cho người Sài Gòn. Sau khi xem chân dung, người Sài Gòn đã hồi báo lại cho Việt Thảo. Trong chuyện Minh Lê lần này còn có chuyện bức tranh ma ở khách sạn trên Đà Lạt của Pi Nguyễn. Có những chuyện ma của Lê Đức. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi chuyện Minh Lê lần thứ 963 với Việt Thảo ngày hôm nay. Thứ nhất là hồi báo của người Sài Gòn liên quan đến em trai của Trang Nguyễn qua chuyện minh lệ 961. Đây là tin thời sự mà các bạn đang nóng ruột cũng như theo dõi. Vì qua chuyện minh lệ 961, tình trạng em trai của Trang Nguyễn rất là nguy hiểm. Và qua đó người Sài Gòn đã có nhà ý muốn giúp cho gia đình Trang Nguyễn. Chúng tôi đi liên lạc với Trang Nguyễn và sau đó Trang Nguyễn đã gửi 6 tấm hình. Trong đó hình của cha, mẹ và em trai của mình. Tôi đã chuyển hình này cho người Sài Gòn và sau khi nhìn chân dung của những người liên quan trong cuộc qua những dấu chỉ trên gương mặt và người Sài Gòn đã hồi báo như sau. Chào anh Việt Thảo, trường hợp của Trang Nguyễn có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất, phần mộ ngoại bị vướng mộ bé gái hướng Tây Bắc. Đây là nguyên nhân chính đang phá rối em trai của Trang đặc điểm của phần mộ này là quay về hướng tây bắc phía trước có sân rộng theo em định hình thì đây là phần mộ bà ngoại cháu nhưng có thể rơi vào phần bà nội của cháu vì cung vị bị chồng rơi vào cung bên ngoài để rõ định vị hơn anh việt thảo nhờ cô trang nguyễn chụp hình dùm phần mộ của ông bà ngoại của cháu và phần mộ bà nội của cháu. Chụp rộng hết bốn hướng, lấy hết các phần đất xung quanh để xác định phần mộ nào đã bị vương mặt. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, liên quan đến bố mẹ của chị Trang Nguyễn. Hai bác có một con trai nhỏ nhất nhỏ mất. Hai bác có một con trai nhỏ mất là do phá thai cháu đã có báo hiệu chưa đồng lòng với việc hai bác làm về việc thờ cúng và chồng cất. Đây là phần lỗi của hai vợ chồng, nên duyên không đủ để lấn cấn việc tâm linh cho con trai. Trang, Nguyễn, chị ai hỏi kỹ bố mẹ của mình khi xác định xong vấn đề sẽ thực hiện sám hối và đền tội trước khi thực hiện các vấn đề tâm linh khác. Vấn đề thứ ba là trong đất nhà ở báo hiệu ở hướng đông bắc có một con đường từ hướng bắc đi vào gặp bên tay phải một cái hố rồi mới đi vào nhà bên cái hố này có chôn một bé gái dấu chỉ ở trên gương mặt cho thấy nơi chôn bé gái này có liên quan đến việc phá thai của bố mẹ chị trang nguyễn yêu cầu xác định rõ phương hướng đất đai theo mô tả và chụp ảnh khu vực này Trường hợp của Trang Nguyễn có các vấn đề nêu trên, cần đầy đủ thông tin của ba vấn đề để kết hợp giải quyết từng bước hết các vấn đề thì mới mong rằng em trai sẽ khỏi. Chào anh. Ký tên là Người Sài Gòn. Như vậy các bạn đã nghe rõ cái hồi báo của Người Sài Gòn. Nếu các bạn nào nghe chưa kịp thì xin vui lòng nghe lại. Và ngay chị Trang Nguyễn nghe tin này cũng vậy. Và tôi cũng đã gửi email này cho chị Trang Nguyễn để nhờ giải quyết ba vấn đề. Với sự phối hợp ba vấn đề từ hình ảnh đến việc làm thì người Sài Gòn có thể hướng dẫn để giúp giải quyết tận gốc vấn đề em trai của chị Trang Nguyễn. Nhắc lại vấn đề thứ nhất là vấn đề phần mộ bên ngoại bị dướng mà liên quan đến vấn đề mộ của bên nội. Vấn đề thứ hai liên quan đến bố mẹ về vấn đề bỏ mất một em trai nhỏ do phá thải. Vấn đề thứ ba là cái con đường đến nhà ở đó có một cái hố liên quan đến nơi chôn giấu một bé gái mà nơi đó chỉ giấu cho thấy nơi chồng đó có liên quan đến trường hợp trường hợp phá thai của bố mẹ đó là cái thông tin mới nhất của người Sài Gòn và trong mai mốt có những thông tin mới nữa chúng tôi sẽ là người gạch nối liên hệ với người Sài Gòn và Trang Nguyễn để giải quyết tận gốc trường hợp của em trai này nhé các bạn nhớ theo dõi và Việt Thảo mong rằng sự việc sẽ được giải quyết tận gốc và trong một ngày sớm nhất chúng tôi sẽ báo tin vui cùng quý vị và các bạn qua cái sự giúp đỡ của người Sài Gòn đến với gia đình Trang Nguyễn hy vọng hy vọng ừ, chúng tôi cầu mong như vậy cảm ơn các bạn và bây giờ chúng ta bắt đầu vào kho tàng chuyện ma dân gian kho tàng truyện ma dân gian kỳ thứ 90 mươi chín gồm những chuyện ma của các bạn đã trải nghiệm, trong đó là có chuyện bức tranh ma ở khách sạn trên Đà Lạt của Pi Nguyễn. Pi Nguyễn đây là tôi cũng lấy nick nickname vì lần trước em có gửi chuyện về, tôi có đọc tên thật của em ra và cũng có nhiều bạn uh, không tin hay có nhiều bạn nó cho rằng đây là chuyện hư cấu rồi cũng có những bạn có những lời nói gây xúc phạm đến đến người ta. Cho nên việc thảo lần này xin được lấy nickname. Và các bạn ơi, nếu các bạn thích thì coi, không thích thì thôi. Cái câu chuyện mà Việt Thảo nhận được của các bạn gửi về qua địa chỉ email của Việt Thảo. Việt Thảo rất là trân quý. Vì đó chính là sự trải nghiệm chân thật nhất của các bạn. Chuyện có thể hay, có thể dở, cái đó không quan trọng. Vì nó là một kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam mà Việt Thảo đang góp nhặt để giữ, để gìn giữ cái kho tàng chuyện ma đó cho chúng ta, cho mọi người. Nha các bạn. Ok, chuyện bức tranh ma ở khách sạn trên Đà Lạt như thế này. Và cái, cái câu chuyện này Việt Thảo đã nhận từ tháng 11. Các bạn có tin không? Việt Thảo nhận được từ ngày 16 tháng 11 vào lúc 11 giờ lẻ 9 phút à, tối. Mà mãi tới ngày hôm nay vì Việt Thảo có liên lạc lại với với cái người gửi chuyện này vì Việt Thảo khi đọc tới đọc lui nhiều lần, tôi có cái ấn tượng tưởng rằng cái chuyện này đã kể rồi. Cho nên tôi mới email hỏi là cháu ơi, xin xác nhận là chuyện này chú đã trả là đã đọc chưa? Vì bận việc quá cháu cũng không có email. Cho đến bây giờ cháu mới hồi báo trở lại cho biết là chú Việt Thảo chưa đọc. Tôi phải kỹ vấn đề này tại vì có những chuyện tôi đọc rồi mà tại vì các bạn gửi nó nhiều email khác nhau. Khi tôi đem ra tôi tưởng chưa đọc lại đọc nữa nha và như lời xác nhận là à, trong thơ của Phi Nguyễn viết như thế này. Thưa chú Việt Thảo, lời nói đầu con xin chúc chú thật nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Con xin gửi đến chú câu chuyện bức tranh ma ở khách sạn trên Đà Lạt. Đây là câu chuyện thật 100% xảy ra với con gái nhỏ của con. Con xin dùng danh xưng tôi để chú thuận tiện kể ạ. À. Và bây giờ mời các bạn theo dõi câu chuyện bắt đầu. Cách đây 6 năm, khi đó thì con gái tôi đã hơn 4 tháng tuổi. Gia đình tôi có chuyến đi chơi hè ở Đà Lạt dành cho các thành viên ở trong gia đình. Như bao năm trước, cả nhà tôi vẫn chọn cái khách sạn quen thuộc ở trên đường 3 tháng 2. Vì khi đi bộ thì nó rất gần với chợ Đà Lạt. Chỉ mới có một năm không lên thôi mà Đà Lạt bao nhiêu thứ thay đổi thay đổi từ cảnh đẹp và lạ hơn nữa kể các khách sạn nơi mà gia đình tôi chọn để ở cũng thay đổi rất nhiều từ diện mạo bên ngoài đến phần nội thất tất cả đều được thay đổi nhìn sang trọng hơn chính vì vậy cũng làm cho mọi người phấn khích hơn cho chuyến đi này nhưng mà khi đến nơi thì đập vào mắt mọi người là cái bức tranh treo tường trang trí ở các tầng lầu làm cho ai nấy cũng đều thắc mắc không biết đây là tranh gì mà lạ quá rồi mọi người cũng cho qua đi không để ý đến vì ai cũng đã thấm mệt sau chuyến đi dài nên mạnh ai về phòng nghỉ ngơi để chiều còn tụ họp lại đi ăn uống riêng mẹ tôi khi bà đi qua bức tranh treo ở tầng trệt thì bà khựng lại một chút vì cảm giác như ai đó đang nhìn bà bà thoáng suy nghĩ một chút vì nghĩ rằng chắc là do đi đường mệt nên mình suy nghĩ lung tung thôi vô phòng nằm nghỉ sẽ khỏe hơn đến tối ngày thứ nhất sau khi ăn cơm tối và đi chơi một vòng ở hồ xuân hương về thì mọi người chia nhau ra cánh đàn ông thì về phòng ngủ sớm vì cái lạnh của đà lạt và ăn no quá nên buồn ngủ thôi riêng nhóm phụ nữ thì nhiều chuyện hơn. Kéo nhau ra đi bộ, rồi ra chợ Đà Lạt mua đồ ăn giặt quà bánh. Còn đám nhỏ thì ham vui, cũng nô nức hùa nhau đi theo. Riêng tôi thì vì có con nhỏ nên ở lại phòng chăm sóc con với mẹ tôi. Chỉ mới có hơn 7 giờ tối thôi, mà không hiểu sao hai con mắt nó muốn sụp mí luôn. Mẹ tôi mới bảo, thôi ngủ sớm đi cho khỏe, muốn chơi gì thì để mai chơi mẹ tôi có cái thói quen là trước khi ngủ phải niệm Phật phần cũng gì đi xa ở nơi lạ nên niệm Phật trấn áp cho thêm an tâm thế rồi ngày thứ hai nó lại xảy ra chuyện cũng là ăn tối xong thì mọi người lần này lại cùng nhau xuống đi ra chợ mẹ tôi kêu tôi đi trước đi để cho bà coi con cho tôi đi chơi xong rồi thì đến phiên bà đi chúng tôi đi chưa được năm phút thì mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi trong giọng nói hốt hoảng kêu tôi đi về liền vì con tôi quấy khóc quá mà bà dỗ không được mà chỉ nói như vậy mà bà không có nói lý do tại sao nó khóc nó có té hay nó có đụng hay là nó có bệnh hoạn gì không không có nói cho nên Mọi người lính quýnh đi về khách sạn liền. Tôi thì nghĩ thầm trong bụng chắc con bé nó khát sữa rồi. Vì tôi đang cho nó bú sữa mẹ mà. Nhưng mà trước khi đi thì tôi mới cho con bé bú xong rồi mới đi. Không thể nào nó khát sữa liền như vậy. Nghĩ đến đó thì không hiểu sao trong lòng tôi nó dâng lên một nỗi sợ và cái nỗi lo lắng khác thường linh tính gần như báo cho tôi biết có cái chuyện gì không hay nó xảy ra cho con gái của tôi tôi liền ba chân bốn cẳng chạy về khách sạn vừa bước vào phòng thì tôi đã thấy mẹ tôi ẩm đứa bé dỗ mãi mà con bé nó vẫn chưa hết khóc mặt thì xanh mét tôi liền vội ôm con của tôi vào lòng mà dỗ một lúc sau thì mọi người cũng về luôn cũng vì phần lo lắng không ai dám đi chơi đều trở về khi tôi dở ý, dỗ con tôi nín khóc rồi thì mẹ tôi mới bảo, mẹ ẩm bé Na, bé Na tức là tên đứa con gái của tôi, lên trên phòng má sáu má sáu đây là dì thứ sáu của tôi, ẩm lên đó chơi. Vì dì tôi chưa có đi chợ rồi đợi đi chung với mẹ tôi. Khi mẹ tôi ẩm bé Na đi qua cái tấm tranh treo ở chân cầu thang thì bé Na nó khóc ré lên mặt nó xanh như cắt không còn một giọt máu. Cứ thế mà nó khóc vì hoảng sợ, khóc hoài không nín. Mẹ liền ẩm xuống rồi kêu má sáo xuống ẩm phụ, ẩm con bé, xuống phụ ẩm con bé, nó cũng không nín. Khi mẹ tôi quay lại bức tranh trên lầu gần phòng má sáu tôi, thì mẹ rất lấy làm lạ. Bức tranh đó vẽ những hình ảnh rất kỳ lạ. Vẽ cái bàn thì không ra cái bàn, vẽ cái ghế cũng không ra cái ghế, cây cỏ thì không phải cây cỏ mà đủ màu sắc sặc sỡ. Rồi khi mình nhìn kỹ hơn vô tấm tranh thì có khuôn mặt của con người hiện ra nhoẻn miệng cười với mẹ tôi. Lúc đó thì mẹ tôi nổi da gà hết, lạnh cả xương sống. Sau đó thì mẹ mới trì chú, bấm tay thì không thấy nữa. Mẹ tôi ngưng không niệm Phật thì lại thấy hình ảnh mặt người nhoẻn miệng cười mẹ tôi thấy rõ ràng không ổn rồi nên niệm phật rồi đi xuống và điện thoại gấp cho tôi sau khi dỗ được con gái tôi ngủ xong thì mẹ tôi mới kể với mọi người là tối qua trong lúc niệm phật thì mơ mơ màng màng ngủ bỗng thấy có một người đàn ông kéo chân rồi bảo đọc nữa đi đọc nữa đi mẹ tôi giật mình ngồi dậy thì không thấy ai bà lại tiếp tục niệm phật và sau đó ngủ thì cũng cái tiếng kêu đó rồi lại kéo chân của bà làm bà giật mình một lần nữa bà mới nghĩ thầm trong bụng rồi muốn nghe kinh ha muốn nghe kinh thì tôi đọc cho nghe xin đừng có phá nữa sau khi bà nghĩ như vậy thì bà không bị kéo chân và cũng không nghe cái tiếng kêu đọc kinh nữa đi đọc nữa đi Lúc đó thì người mở út tôi mới lên tiếng. Tối hôm qua phòng em nghe tiếng động lạ. Tiếng cái tủ để tivi nó đẩy tới đẩy lui làm em cả đêm không ngủ được. Sáng dậy mới nói với ông Bình. Ông Bình đây là cậu út của tôi và là chồng của mợ. Sáng dậy nói với ông Bình cứ đẩy thử cái tủ coi đẩy nổi không. Thì nó nặng quá ông đẩy không có nổi. Vậy mà tối tôi lại nghe tiếng động ai đó đẩy cái tủ kéo tới kéo lui đúc kết mọi sự việc mà mọi người kể cho nhau nghe thì cậu tám của tôi vì vốn theo đạo công giáo nên không tin rồi cậu tám mới bảo tại do mọi người suy nghĩ nhiều quá thôi đây là bức tranh trụ tượng chứ làm gì có người nào trong đó mà cười nghe cậu tám nói vậy thì thôi rồi mạnh ai đều về phòng nấy không ai nhắc lại cái bức tranh treo tượng nữa Riêng tôi và mẹ tôi thì rất tình Sáng hôm sau Hai người chúng tôi đều đi xem qua các bức tranh Thì đều thấy trong đó Có các mặt người đang nguyễn miệng cười Có người còn giấy tay chào với mẹ tôi Mẹ tôi mới bảo Họ không có nhà nên mượn tranh làm nhà Làm nơi cư ngụ Họ thấy bé Na nó dễ thương Mà con nít nữa nên họ mới tiếp xúc. Người âm có cái lạnh riêng nên khi họ nựng con bé làm con nhỏ bị lạnh hết hồn. Cho nên nếu có ẩm con bé đi qua những cái bức tranh đó thì nhớ ôm chặt nó vào lòng và tránh né mấy cái bức tranh ra để tránh họ nựng bé nữa. Sau đó mẹ tôi đọc một bài kinh và khấn giái cho họ. Cho đến lúc cả nhà tôi ra xe về lại Sài Gòn, thì không có thấy chuyện gì xảy ra với con gái của tôi nữa. Khi xe vừa khởi động chạy thì tôi có quay đầu lại, chỉ là vô tình thôi, thì thấy bức tranh treo phía ngoài sân thượng của khách sạn, có một người đang vẫy tay chào tôi như thế này. Qua chuyến đi Đà Lạt đó, tôi nghĩ ra một điều. Mặc dù đã có nghe rất nhiều chuyện ma kể về Đà Lạt, nhưng mà tôi chưa tận mắt chứng kiến giờ thì được chứng kiến tận mắt và nó xảy ra ngay trong gia đình tôi xảy ra, ra ngay với con gái của tôi ở tại đà lạt này nó thấm lắm các vị các bạn ở cái cõi bên kia thế giới họ vẫn có cuộc sống của họ lúc sống sao thì khi chết họ vẫn sống như vậy mình không phá họ thì họ không phá mình không phải là họ cố ý chọc phá gì mình hay những sự việc mà tôi kể là họ làm cái việc gì đó xấu cho tôi cho con tôi hay gia đình tôi thực ra thì họ muốn chào đón mình họ buồn họ muốn có người đọc kinh cho họ nghe để họ được siêu thoát và họ gặp con gái tôi có thể họ thích em bé họ nận vì họ cũng thương em bé như lúc họ còn sống trên giường thế đây là câu chuyện thật 100%, không phải bịa đặt, xin thưa quý vị. Sau cùng thì em có viết, con xin cảm ơn chú Thảo đã lắng nghe con chia sẻ câu chuyện của gia đình con. Và con cũng mong những câu chuyện của con sẽ góp được thêm phần nào vào những chuyện chú đã kể cho độc giả nghe, được thêm phần thích thú, hấp dẫn và mang phần tính chất tâm linh. Con chúc chú có một cuối tuần vui vẻ. Ký tên Pi Nguyễn Thành phố Hồ Chí Minh ngày 7 thứ bảy ngày 17 tháng 11 năm 2018. Trước hết phải cho Việt Thảo xin lỗi vì cái 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 câu chuyện này gửi từ 17 tháng 11 mà tới nay mới đọc là do sự liên hệ của nhau không có được liên lạc. Việt Thảo có email trả lời còn trong khi bị Nguyễn thì bận công việc không có coi mail. Nếu mà hồi báo sớm thì Việt Thảo đã đọc chung với những chuyện trước đây rồi. Thành thật xin lỗi và cũng xin chúc cho bi nguyễn có những ngày vui trong cuộc sống và hy vọng rằng cái chuyện của bi nguyễn là chuyện thật xảy ra trong gia đình xảy ra trong con gái của mình nó trở thành một phần rất quan trọng trong những câu chuyện ma trong kho tàng chuyện ma dân gian việt nam mà chúng ta cùng nhau góp phần sưu tập cũng như gìn giữ nó cảm ơn bi nguyễn và cảm ơn các bạn đã theo dõi bây giờ mình tiếp qua chuyện thứ hai đây là những câu chuyện ma của Lê Đức. Nó gồm có nhiều chuyện ma có thật gọp lại. Và đây là em đã gửi cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao.yahoo.com Thơ này Việt Thảo nhận được vào ngày 17 tháng 2 lúc 11 giờ 22 tối. Xin đọc nguyên văn. Chào chú Việt Thảo và quý thính giả. Cháu tên là Lê Đức. Năm nay, cháu 23 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Cháu rất hâm mộ kênh chuyện bên lề của chú đã lâu và đặc biệt là những câu chuyện mà. Hôm nay, cháu xin chia sẻ cho chú cùng quý thính giả những câu chuyện mà chính bản thân cháu đã trải nghiệm và cháu cam đoan những gì cháu kể là sự thật 100% và chưa từng được đem lên bất cứ trang mạng xã hội nào trước đây. Cháu xin được phép kể lại như sau. Đà Lạt là một điểm du lịch rất nhiều cảnh đẹp và cũng rất quyền bí. Hầu hết, mọi người đến Đà Lạt du lịch không chỉ biết đến những cảnh đẹp, những địa điểm du lịch mà chắc hẳn họ còn được biết và được nghe những câu chuyện ma quỷ ở tại Đà Lạt. Điều này đã khiến Đà Lạt trở nên rất hấp dẫn trong mắt của những khách du lịch. Nơi cháu ở hiện tại thì cách Đà Lạt khoảng chừng hơn một tiếng đồng hồ nếu đi bằng xe gắn máy. Nơi cháu ở chỉ là một huyện. Lúc ấy thì huyện chưa có phát triển và đông đúc như bây giờ. Giáo dục ở huyện lúc đó thì cũng không được phát triển cho lắm, nên ba mẹ cháu quyết định cho cháu lên Đà Lạt học từ năm lớp 6. Phần là vì muốn cháu được học hành tốt, phần là vì muốn cháu tách khỏi những thanh niên trong thôn, tại vì lúc đó những thanh niên hầu như đã bỏ học hết và phần lớn chỉ chơi bời liều lắm nên ba mẹ của cháu rất sợ cháu hư và 4 năm ở trên Đà Lạt qua thực đến bây giờ cháu vẫn nhớ như in những gì xảy ra trong suốt 4 năm mà cháu ở đó không thể nào quên được ba mẹ cháu cho cháu nội trú ở nhà người dân thời đó có dịch vụ nuôi học sinh rất phổ biến ở Đà Lạt cháu ở tại một căn nhà trên đường Đoàn Thị Điểm căn nhà gồm có 3 lầu và cũng có khá nhiều học sinh ở đó. Cô chủ nhà thì rất tốt và rất thương yêu mấy đứa học sinh của cháu lắm. Hai năm đầu tiên ở đó thì hầu như chẳng có hiện tượng gì lạ xảy ra cả. Nhưng mà đến năm lớp 8 thì mọi chuyện với cháu bắt đầu. Đó là hè năm lớp 7 chuẩn bị lên lớp 8. Vì lúc đó cháu học khá yếu, nên cô chủ nhà yêu cầu cháu phải lên sớm để học kèm gia sư. Lúc ấy thì học sinh hầu như vẫn đang còn nghỉ hè, nên chả có ai trên đó cả, ngoại trừ cháu và những người nhà của cô chủ. Lúc ấy thì cháu được ngủ một mình ở tầng 1, tại một căn phòng sát phòng cô chủ luôn. Căn phòng không rộng lắm, chỉ đủ để một cái giường, hai người nằm và hai cái bàn học. Lúc ấy vì phải ngủ một mình nên cháu rất sợ. Nhưng ở cái tuổi mới lớn sĩ diện cũng cao lắm. Cho nên sợ thì sợ. Mà không có ai ngủ với mình cũng không sao. Cứ làm gan mà ngủ. Đêm đầu tiên thì cháu ở đó đọc truyện đến hơn 12 giờ. Mục đích của cháu đọc truyện là để chi? Để cho con mắt nó mỏi rồi tự động nó ngủ hồi nào không hay. Với lại đọc truyện để mình tập trung vào truyện và lấn áp được cái sợ bên ngoài. Đêm đó khi đọc đến lúc khoảng hơn 12 giờ thì cháu nghe có tiếng bước chân từ dưới cầu thang đi lên tới cái phòng vệ sinh đối diện của phòng cháu thì dừng lại. Tại vì đối diện phòng cháu phòng vệ sinh. Nó giống như có ai đó đi từ cầu thang lên đi vệ sinh. Nhưng mà có một điều đến cái phòng vệ sinh thì dừng lại mà không đi vào. Ban đầu thì cháu nghĩ là cô chủ. Nhưng quả thật con cũng biết, cháu cũng biết cô chủ cũng là người sợ ma. Nên giờ đó thì bà làm gì mà dám ở dưới đó đi lên. Chỉ nghe vậy thôi rồi cháu cũng chẳng nghĩ gì vì là con nít mà. Nó không quan tâm lắm. Và cũng vì mãi mê đọc truyện đến nỗi quên luôn rồi ngủ. Đêm thứ hai cũng vào cái giờ đó. Cháu lại nghe giống như vậy. Thì cũng có tiếng chân đi cầu thang lên đến cái nhà vệ sinh thì dừng lại. Đi vô cầu thì không đi. Đi xuống thì không đi, đứng đó làm gì. Bây giờ cháu mới bắt đầu cảm thấy sợ. Nhưng sợ thì sợ, chứ không dám mở cửa ra coi. Rồi thì cứ chúi mũi vào đọc truyện cho qua, rồi cứ ngủ tiếp. Sang đêm kế nữa thì cái tiếng bước chân đó không còn nữa. Nhưng mà thay vào đó là cái tiếng cào cửa. Mà lại càng kinh dị hơn khi cháu phát hiện cái tiếng cào cửa đó lại xuất hiện ngay cánh cửa thông gió ở trên cái đầu cái bàn học của cháu. Ban đầu thì cháu nghĩ là mấy cái thằng lớp lớn nó chọc. Vì lúc đó cũng có vài người chuẩn bị thi đại học lên ôn thi. Nhưng mà cả ba đêm tiếp theo đó thì cái tiếng sẹt sẹt của móng tay cào vào cánh cửa nhỏ đó nó cứ to và nghe rõ mồn một thật là kinh hoàng. Những đêm đó cháu cũng chẳng dám làm gì hết, chỉ biết trùm chăn kinh mít rồi mệt quá ngủ khi nào không hay. Sáng hôm sau, cháu mới đem chuyện kể cho chị cháu nghe. Vì cháu và chị ruột ở cùng một nhà, nhưng mà chị cháu thì ở lầu trên, vì lúc đó chị cháu cũng chuẩn bị thi đại học. Khi nghe kể thì chị cháu cũng không nói gì, lặng lặng cầm một sợi tràng hạt, có hình Chúa Giêsu kêu cháu đeo. Chị nói là sâu chuỗi này đã làm phép rồi nên mày không có lo. Quá thực sau hôm đó thì khi đeo sâu chuỗi vào cháu không có thấy gì nữa. Được khoảng chừng hai tuần thì phòng cháu có thêm một anh bạn cùng tuổi nhưng mà anh này học khác trường. Lúc đó thực tình mà nói cháu vui nhưng mở cờ. Vì có người ngủ chung thì không phải lo gì cả. Cháu cũng tháo luôn cái dây tràng hạt ra. Vì cái dây nó giống kiểu của con gái, với lại khi ngủ nó dướng díu, nên vừa khỏi có dướng díu cổ mà cũng tránh sợ bị nó chọc vì mình đeo dây của con gái. Nhưng cái sự việc đó, cái sự việc bỏ dây tràn hạt ra khỏi cổ, nó chính là một sai lầm rất lớn. Vì vừa tháo ra thì ngay đêm hôm đó, trong khi cháu đang ngủ, tự dưng cháu bị giật mình như có ai lai like mình vậy và đáng sợ hơn là lúc ấy đồng hồ cũng vừa điểm đúng 12 giờ đêm. Cháu biết là đêm không hay nên cháu đã mở đèn để ngủ luôn, mặc kệ cho thằng bạn nó chửi tại sao ngủ không chịu tắt đèn. Đêm tiếp theo thì cháu cũng đang ngủ và cũng bị giật mình dậy. Lúc đó thì cháu đã thức nhưng mà cháu vẫn nhắm mắt. Bỗng dưng kỳ lạ cháu nhắm mắt nhưng mà vẫn thấy có cái gì nó màu trắng nó cứ hiện ra dần hiện ra lớn dần bắt buộc cháu phải mở mắt ra thì hỡi ơi một cái bóng trắng toát hình dáng của một người đàn ông đứng ngay cạnh mé giường ngay chỗ cháu nằm người của cháu lúc đó nó cứng đơ và con mắt thì không tài nào nhắm được và cái bóng trắng đó hình như cũng đang nhìn cháu lúc đó quả thực không biết làm sao mình nằm ở đó mà bóng trắng kế bên nhìn chằm chằm mình thì làm sao không sợ được. Lúc đó thì cháu mới sực nhớ tới lời của mẹ cháu. Nếu chẳng may gặp ma thì hãy đọc kinh hoặc là cầu xin họ thì may ra họ có thể tha thứ cho. Lập tức cháu lẩm bẩm cháu nói, bác ơi cháu còn nhỏ bác đừng hù cháu cháu sợ lắm. Nói được hai ba lần như vậy thì cái bóng đó mới ngồi xuống. Và lúc cái bóng đó ngồi xuống thì mới hiện ra một cái chiếc xe lăn cũng chỉ là cái bóng trắng nhưng hình rõ ràng là một chiếc xe lăn rồi chiếc xe quay ra hướng cửa lăn từ từ xuyên qua cửa rồi biến mất lúc đó cháu mới bật dậy ngay lập tức Giói tay mở đèn khiến cho thằng bạn cháu đang nằm cũng bật ngồi dậy nó nhìn cháu nhìn với cặp mắt khó hiểu rồi cằn nhằn hỏi sao vậy rồi nó ngạc nhiên khi thấy mặt mũi cháu xanh lét. Nó mới cũng sợ theo, nó hỏi có chuyện gì vậy? Thì cháu mới thuật lại cho nó nghe. Nó cũng sợ, nhưng nó lại ngủ tiếp. Còn cháu thì để đèn rồi thức luôn đến sáng. Sau lần đó, vô tình một lần, cháu có nghe bác hàng xóm nói là hồi trước căn nhà này là của một ông khá giàu. Rồi ông bị tai nạn xe và bị liệt cho nên phải ngồi xe lăn rồi qua đời ở ngay cái phòng của bà chủ, tức là cái phòng sát phòng của cháu. Sau sự việc đó thì cháu không thấy gì nữa. Bẵng đi một thời gian cháu lên lớp 9 thì cháu được chuyển lên phòng trên một lầu. Phòng này có một cái trang thờ cô chủ và thờ ông bà của cô. Phòng thì rất rộng có hai giường đủ cho sáu người ở và rất thoáng mát từ ngày chuyển lên phòng đó cứ tối tối nào cũng vậy cháu cũng nghe cái tiếng mà giống như ai đó cầm cái bịch ni lông mà dò vậy cháu đi phòng khác ngủ cũng vẫn nghe và kỳ lạ ở chỗ là âm thanh đó đêm nào cũng có mà có một điều chỉ có một mình cháu nghe được nó to và rõ mồn một nhưng mà không hiểu sao khi con hỏi những người khác thì tuyệt nhiên họ đều trả lời không có ai nghe thấy gì cả nghe riết rồi cháu cũng quen cũng cho qua mặc dù từ khi cháu nghe được âm thanh đó thì có đi bất cứ phòng nào ngủ cháu vẫn nghe rồi thì sau đó một chuyện khủng khiếp hơn nó lại xảy ra lúc ấy là điện thoại smartphone chưa phổ biến như bây giờ hầu như là ai cũng chỉ xài điện thoại có bàn phím và có chụp hình quay phim là xịn lắm rồi. Hè năm đó, để khuyến khích cho cháu học tốt, nên ba đã mua cho cháu cái điện thoại Nokia mã là C2-00. Nó cũng có chụp hình quay phim rất là tốt. Một lần thì cả nhà đang ăn cơm chiều, vì cháu có điện thoại mới nên chẳng màng gì đến cơm nước, chỉ lo nghịch ngợm trên điện thoại. Mọi người đều ở dưới nên trên lầu chẳng có ai ngoài cháu thôi. Mà cả đèn phòng cũng tắt hết, chỉ có phòng cháu là mở đèn. Lúc ấy cũng tầm khở khoảng khoảng 6 giờ tối rồi. Lên phòng ngồi ở trên giường hướng ra cửa, cháu lấy điện thoại chụp lại mọi góc cảnh ở trong phòng. Chụp xong rồi thôi. Tối hôm đó khi học bài xong, cháu lên giường nằm mới lấy điện thoại ra xem lại những bức hình mà mình chụp khi nãy thì thiệt là kinh hoàng hết sức. Mới thấy rằng ở trong tất cả những tấm hình đó có hai bức hình khi mà chụp ở cái cửa phòng. Bức đầu tiên không có gì cả. Bức thứ hai thì có hình bóng của một người đàn ông, mình không thấy rõ quần áo nhưng thấy rõ mắt mũi, tóc thì xoăn, đứng ngay cái cửa tay đặt lên cái tủ gần đó, nhìn thẳng vào cháu mà cười. Thật không thể tưởng tượng nổi. Và gai ốc nổi khắp cả người. Trong hình mình chụp không có ai của một căn phòng trống. Vậy mà có người đứng đó nhìn mình cười, nhìn thẳng vào cái máy giống như đứng cho chụp hình vậy. Sau đó thì cháu đem cái bức ảnh cho người khác xem khi thấy cái hình ảnh người đàn ông có trong hình thì có người cũng tin có người không tin có một người anh cùng phòng xem thì không tin thôi còn mắng cho cháu một câu bảo rằng mày photoshop thì có chứ ma quỷ nào ở đó mà để cho mày chụp toàn là tạo lao tao không tin mày đừng có bày đặt dở trò ra hù dọa mọi người cái trò mà photoshop ráp nối hình ảnh đó bây giờ ai mà không biết Nghe đến đó thì cháu cũng không có nói gì. chỉ nói là ai không tin thì thôi. Chuyện đó chuyện con chụp thiệt mà. Trưa hôm sau thì cháu nhớ hôm đó là vào Chủ nhật. Trong khi cháu đang ở dưới nhà xem tư vi. Thì cái ông mà nói cháu photoshop hình ảnh đó. Tự nhiên thấy ổng hút quảng chạy xuống. Mặt ổng trắng bệch như là bây giờ mà cắt ra chắc cũng không có cái giọt máu nào khi ông chạy xuống dưới nhà rồi ông ngồi đó với chơi với cháu luôn ông không có nói gì chỉ ngồi chơi thôi đến chiều thì anh đó mới nói đức ơi anh tin rồi đúng thật là nhà này có ma sau đó thì ảnh mới kể là lúc trưa đang ngủ thì bị bóng đè nhưng mà trong lúc đó ảnh nói là ảnh có nghe hai người đàn ông nói chuyện ở bên giường bên cạnh rồi bóng dưng một người trong hai người đàn ông đó mới cất tiếng lên nói Ê, mày qua mày coi xem, hình như nó tỉnh rồi kìa. Ông anh nghe nói như vậy, ông mới mở mắt ra, ông quay lại nhìn thì thấy một cái đầu đó đang áp sát vô mặt, mà nhìn thẳng vô mặt ổng. Ông chưa kịp hết hồn hết vía gì, chưa có kịp la lâm thì nó từ từ nó bay ra rồi biến mất. Ông quảng hồn, ông nhào dậy, ông chạy xuống lầu một mạch. Trời đất ơi đang nằm mà thấy một cái mặt áp sắc vô dòm mình thì làm sao chịu nổi Thì sau lần đó tuyệt nhiên có ai mà kể chuyện ma Thì ổng ngồi im không có dám lên tiếng phản bác nữa Sau khi hết năm lớp 9 thì cháu chuyển lên Sài Gòn học Căn nhà đó giờ đã có chủ mới và đã trở thành một cái khách sạn Xin lỗi chú cháu chỉ có thể nói tên đường chứ không tiện nói đó là căn hộ nào hay khách sạn nào, vì nó không tốt cho thương vụ của người ta. Đây là câu chuyện ở trên Đà Lạt, tại ngôi nhà cháu ở. Bây giờ cháu sẽ kể cho chú nghe những câu chuyện ngắn hơn, cũng là những chuyện cháu đã trải nghiệm. Câu chuyện thứ nhất là vào năm lớp 9 ở tại Đà Lạt khi cháu ôn thi chuẩn bị vào lớp 10. Lúc đó thì cháu phải học rất nhiều, hầu như cả ngày cháu chỉ có đi học. Sáng học, trưa học, chiều tối cũng học. Như thường lệ thì chiều chiều là cháu đi học thêm. Con đường cháu đi học tên là đoàn thị điểm, nó cũng ngắn. Ở giữa cái đoạn đường gần chỗ cháu ở có một cái con hẻm dài tầm khoảng 200 thước mà đi vào đó hết đoạn đường, quẹo trái rồi đi tiếp 200 thước nữa là đến chỗ học thêm. Như vậy từ nhà ha, đi một đoạn trên đường ngắn thôi, có con hẻm dài tầm 200 thước đi vào. Hết đoạn đường quẹo trái rồi đi tiếp 200 thước nữa là đến chỗ học. Cháu học thêm ở nhà cô Tuyết Nga. Nếu là dân Đà Lạt lâu năm mà hỏi biết cô Tuyết Nga dạy trường Quang Trung thì ắt hẳn ai cũng biết bởi vì cô dạy rất giỏi và cũng rất hung dữ. Bình thường thì cháu vẫn đi con đường đó. Tại vì nó có một con đường khác ở trên cũng thông qua nhưng vì đường đó tối hơn và có một cái am của một một đứa bé chết ở đó nên cháu sợ. Cháu nghe mọi người kể là ai đi ngang qua khúc đó vào buổi tối thường hay nghe tiếng em bé khóc nên cháu cháu không dám đi. Nói về cái con đường cháu hay đi học. Con đường này chỉ, chỉ có 200 mét nhưng mà rất tối và nó còn có một căn nhà quan Mặc dù cũng sợ nhưng vì nhà của dân ở đây nhiều nên cháu vẫn thích con đường này hơn. Bình thường thì tiết học đến khoảng 7 giờ rưỡi tối hoặc 8 giờ là kết thúc. Nhưng trời xu đất khiến sao hôm đó cháu bị phạt rồi chép phạt vì cái tội quên công thức. Ngồi viết công thức cả trăm, hai trăm, ba trang trong cái công thức viết để cho nhớ bị phạt mà. Chép phạt cho tới tận 10 giờ mới xong hơn 1-2 tiếng đồng hồ. Rồi lúc đó mới được ra về. Cháu còn nhớ cái con đường về. Nó rất là tối. Tại vì 10 giờ đêm rồi hầu như nhà nào cũng đóng cửa ngủ hết. Chỉ có những cái ánh đèn đỏ đỏ từ ở những cái trang thờ từ nhà người ta nó hắt ra thôi. Đèn nó đâu có sáng lắm đâu. Nó liu riêu liu riêu đỏ đỏ thấy mà ở. Thì lúc đó để cho bớt sợ cháu mới quýt sáo bằng tay. Quýt sáo cho đỡ sợ mà đó cũng là cái sở thích của cháu nữa. Cứ chụm cái ngón trỏ với ngón cái như vậy rồi đưa vào miệng thổi một cái. Thì cháu đi vừa quýt sáo như vậy đến cái ngã ba gần cái nhà quan cháu quýt sáu một cái thiệt là to cho đỡ sợ vì ngay cái nhà quan mà thì lúc đó Thì lúc đó có một tiếng hỏi nhẹ nhàng Anh ơi, anh quýt gió với ai vậy? Cháu quay qua, chỗ phát ra tiếng hỏi Thì cháu thấy một đứa bé đang ngồi bệt xuống trước cái cột bê tông bằng đá Đứa bé ấy ngồi bệt xuống đất Hai chui chân duỗi thẳng như một đứa con nít bình thường đang nhìn cháu mà hỏi, anh ơi, anh quýt gió với ai vậy? Nhưng mà có điều đứa bé từ nửa cái bụng trở lên nó trống không hả? À? Tức là nó chỉ có một nửa thân dưới và cái đầu trên sợ quá, cháu cắm đầu chạy một mạch về nhà và xin cô chủ cho cháu nghỉ học thêm ở chỗ đổ đó luôn vì cháu không dám đi con đường đó nữa. Đó là câu chuyện thứ nhất đã gặp một bé trai, đâu gặp một đứa bé mà không phải phân biệt là trai gái ngồi bệt đó mà nó hỏi đây là câu chuyện thứ hai. Chuyện này là chuyện lúc cháu còn bé hơn nữa, là khoảng lúc mờ 4 hay là lúc 5 gì đó. Ở nhà cháu thì có mảnh vườn rộng 5 hecta trầm cà phê. Cái mảnh vườn này cách nhà khoảng 30 phút đi xe. Ba mẹ cháu thì suốt ngày tháng chỉ quần quật trong đó lo làm để kiếm tiền. Cháu thì ở ngoài này với chị cả để đi học. Cứ hè đến, thì cháu lại được ba đón vô ở trong đó hết ba tháng hè rồi lại chở ra đi học tiếp trong đó lúc bấy giờ là làng dân tộc rất quan sơ và không có điện căn nhà mà ba mẹ và cháu ở thì cũng là nhà xây gọi là nhà nhưng mà thực ra nó giống một cái phòng lớn phòng hơn nó giống một cái phòng hơn nó khá nhỏ nó được ngăn ra giữa nhà vệ sinh và phòng bếp. Ở phía trên thì đặt một chiếc giường và mẹ cháu, mẹ và cháu ngủ ở đó. Cháu nhớ rõ một đêm khi cháu đang ngủ thì bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy. Lúc ấy thì cháu nằm theo cái kiểu là tay và chân duỗi thẳng ra. Lúc đó cháu có cảm giác hai cái bàn tay và hai cái chân mình đang bị ai đó nắm nắm hai bàn tay mà nắm luôn hai bàn chân mà cái tay người đó lớn lắm còn tay chân của cháu lúc đó nó nhỏ xíu à mà người lớn nắm hai cổ tay hai cổ chân nó rất dễ dàng lọt thoảng ở trong đó cháu cảm nhận rõ ràng là hai bàn tay đó rất là lạnh nắm chặt lấy cháu như vậy và từ từ kéo cháu lên phía trên trần nhà tức là kéo ngược dẫm đầu như thế này cháu cảm giác rõ ràng là thân hình cháu cũng từ từ nhấc lên. Cháu hoảng sợ quá nhưng mà người không thể cử động được. Chỉ có cái đầu cháu quay qua, quay lại được. Lúc đó cháu mới quay qua chỗ ba. Mà lúc đó thì ba đang nằm, mà ba lại quay ra bên ngoài. Cháu mới lên tiếng gọi ba ơi, ba, nhưng mà tuyệt nhiên không mở miệng ra gọi được. Mai thầy chỉ mới chưa đầy một phút thì tự nhiên có lẽ trở mình sau ba cháu quay lại về phía cháu thì lúc đó hai cái bàn tay đó mới thả ra và cháu cũng được thả xuống cháu mới gọi ba dậy rồi nói cho ba nghe thì ba cháu nói là không có gì đâu cái ông lấy cái chăn ông đắp lại cho cháu rồi ôm cháu ngủ cho tới sáng sau này thì ba cháu xây thêm hai căn phòng và cũng qua đó ngủ. Bây giờ thì cháu đã lớn, có công việc nên ít khi vào lại đó. Ba mẹ cháu thì vẫn làm ở trong khu vườn đó, nhưng tới cuối tuần thì lại ra ngoài này với con cháu. Những câu chuyện tiếp theo là những câu chuyện cháu được nghe kể lại chứ cháu chưa thực sự trải nghiệm. Đây là chuyện cháu nghe kể lại câu chuyện thứ nhất. Ở bên sát nhà cháu là một cái công ty điện lực không có lớn lắm. Cái miếng đất đó ngày xưa là của nhà ngoại cháu rồi sau này bán cho người ta để xây công ty. Nghe ngoại nói là trên miếng đất đấy có một vài ngôi mộ của người dân tộc vô chủ, nhưng rồi bị sang bằng mất, không tìm thấy được nữa. Rồi công ty được mời đến nó xây lên đó, thì hầu hết những người làm ở đó toàn là những người ở nơi khác về. Vì không có nhà trọ nên họ phải ngủ lại công ty, nhưng mà hầu như vài ba ngày họ đều phải kiếm chỗ khác ngủ mà không dám ngủ lại trong công ty nữa. Nghe mấy người đó kể lại nói là khi tối họ ngủ thì hầu như ai ngủ ở đó cũng thấy một cái bóng của người đàn bà dân tộc đeo cái chiếc gùi ở sau lưng còn tay thì ẩm một em bé cứ đi qua đi lại. Rồi thì tiếng nước trong nhà vệ sinh nó cứ tự xả ra. Rồi lại họ lại thấy cái bóng đen cứ nhảy qua nhảy lại lúc họ ngủ. Cho đến bây giờ thì công ty vẫn còn tối đèn. Lúc nào? À. Cho đến bây giờ thì công ty vẫn còn. Tối thì đèn lúc nào cũng sáng, nhưng tuyệt nhiên không một ai kể cả sếp của mấy người đó cũng không dám ngủ ở đó đó là câu chuyện thứ nhất nghe kể lại về cái công ty điện lực à, xin lỗi tại vì em viết không có dấu chấm phết cho nên việc thảo đọc hơi ngập ngừng chỗ đó Tối họ ngủ thì ai cũng thấy một cái bóng của người đàn bà dân tộc đeo chiếc gùi ở sau lưng. Tay ẩm một em một đứa bé cứ đi qua đi lại, rồi tiếng nước nhà vệ sinh cứ tự xả, rồi họ thấy cái bóng đen cứ nhảy qua nhảy lại lúc họ ngủ. Cho đến bây giờ thì công ty vẫn còn. Buổi tối thì đèn lúc nào cũng sáng, nhưng tuyệt nhiên không một ai, kể cả sếp của mấy người đó cũng không dám ngủ ở đó. Đây là câu chuyện thứ hai và việc thảo xin lỗi trước tại vì em viết không có chấm phết nha. Viết chữ sai chính tả có mà nó dính nhau cũng có. Chuyện này thì cháu nghe từ những người xung quanh xóm và cả chính chị cả chị cả của cháu kể lại. Chuyện kể là tối đến khoảng chừng 12 giờ đêm là hết nhà để đến nhà kia, cứ nghe tiếng em bé khóc rồi tiếng của người mẹ hát ru con chính chị cháu cũng nghe thì sau đó mới có người đi coi bói sau đi coi bói rồi thì người đó về mới kể cho biết là thầy bói nói cái con bé đó nó chết lâu và bây giờ đã thành quỷ rồi nó ở sau cái bồn nước ở nhà cái anh hàng xóm cách cháu mấy căn con quỷ này nó không làm hại ai hết con quỷ này nó không làm hại ai hết tối đến nó chỉ đi vòng vòng xung quanh rồi ru con nó vậy thôi có một đợt nghe là cái anh đó làm gì mà để cái bồn nước bể nước nó chảy lên láng nguyên cái năm đó nhà anh đó làm ăn ăn thất bại lắm sau khi đi coi bói thì nghe là tại vì ảnh làm bể cái chỗ ở của nó nên nó mới phạt ảnh anh đó bây giờ đã chuyển đi nơi khác nhưng mà cái tiếng em bé khóc với người mẹ ru con thì lâu lâu vẫn có người nói ra còn nghe thấy đó là câu chuyện à ru con và tiếng trẻ khóc ở cái chỗ bồn nước đây là câu chuyện thứ ba chuyện này thì cháu nghe mẹ cháu kể lại lúc đó mới mua vườn nên vẫn chưa vào vườn ở hẳn muốn nói về cái khu vườn mà trồng cà phê đó thì sáng mẹ hay chạy tập thể dục với mấy người hàng xóm, mấy người trong xóm. Thì có một buổi sáng mẹ cháu không đi, chỉ có mấy bà trong xóm đi thôi. Tới chiều mẹ cháu được mấy bà ấy kể lại là sáng đi chạy ba bốn người, chạy xuống chỗ cái cầu máng, cầu máng là gần nhà cháu có một cái cầu nhỏ phía dưới là một con suối. Thì thấy một tốp người mặc đồ tù nhân, vác những cái bao giống như bao xi măng chặn kín hết cả cái cầu đã cầu không cho đi. Họ sợ quá mới chạy ngược lại một lúc sau, họ chạy ngược lên thì kỳ lạ là cả tốt người đó và cả đống bao xi măng mà trước đây chất đầy kín cả cây cầu đã biến mất hết. Từ đó về sau, mẹ cháu chả bao giờ thấy đi chạy tập thể dục ở trên cây cầu đó nữa. Nếu có thì cũng chạy quanh quanh trong nhà vậy thôi đó là những câu chuyện ngắn, chuyện dài, chuyện ở Đà Lạt, chuyện nghe kể lại của uh, Lê Đức đã kể cho chúng ta nghe. Những câu chuyện ma này cũng được tập trung gom lại và sưu tập để dành trong kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 93. Cảm ơn các bạn đã gửi chuyện về cho Việt Thảo và trong sự cố gắng dành tất cả thời gian có được để đọc những câu chuyện của các bạn sớm nhất. Để các bạn có thể nghe được câu chuyện của mình cũng như những bạn khác chia sẻ được những câu chuyện tâm linh mà các bạn có được. Và từ nay, chúng ta có cả một kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam do chính các bạn xây dựng nên. Và về cái tin hồi báo của người Sài Gòn liên quan đến em trai của Trang Nguyễn qua chuyện 1961, hiện giờ Việt Thảo đang chờ sự hồi báo và sự làm việc của chị Trang Nguyễn cùng với gia đình, để từ đó có đầy đủ thông tin và dữ liệu cho người Sài Gòn có thể giúp một tay giải quyết vấn đề vấn nạn của em trai chị Trang Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và cảm ơn những lời chúc phúc, những lời cầu nguyện, những chia sẻ của các bạn đối với trường hợp em của chị Trang Nguyễn qua chuyện minh lệ 961 vừa qua. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyện minh lệ kế tiếp. Thank you and I love you. Hello Việt Thảo xin chào các bạn Trước hết cho Việt Thảo được cảm ơn các cơ sở thương mại Cũng như những cá nhân đã bảo trợ cho chuyện minh lệ của Việt Thảo Và đặc biệt cảm ơn các bạn đã donate cho kênh youtube của Việt Thảo Qua những chuyện minh lệ Nếu các bạn thấy là niềm vui, là nhịp cầu đến với tất cả mọi người Thì xin các bạn nhớ subscribe Tức là đăng ký trên channel youtube của Việt Thảo Và khi đăng ký rồi hay subscribe rồi xin nhớ click vào cái chuông để cho nó báo cho các bạn biết mỗi khi có video clip mới của việt thảo được upload lên youtube xin được cảm ơn thank you xa dần dần nhưng mà nó vẫn mang theo cái hương vị của quê nhà. Mình đã ăn cơm gạo Nàng Hương Chợ Đào rồi. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo Nàng Hương Chợ Đào tại Hoa Kỳ số điện thoại 405 525 7650 hoặc vào website www.nanghuongchodao.com. Dân tạo xin được căn hành giới thiệu hải sản đổ già là trung tâm đầu mối chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại hải sản thiên nhiên 100% được đánh bắt từ vùng biển của Nova Scotia ở Canada. Được nhập trực tiếp từ Canada, các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được bảo quản với trình độ kỹ thuật tiên tiến nhất với các kho chứa hàng, bể nuôi đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn xuất nhập khẩu của thế giới hải sản đổ già nơi phân phối trực tiếp tôm hùm đến các cửa hàng bán sỉ và lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn cõi Việt Nam với giá cả tốt nhất. Hải sản đổ già ở địa chỉ số 33 đường Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0898 303 799 hoặc 0985 11 Việt Thảo sẽ được hân hạnh giới thiệu. Xin kính chào quý vị, tôi là Alicia Châu của Châu Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi, đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi, đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alicia đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Việt Thảo chuyện bên lề số 790 đến 794 nhớ vào xem đó là cuộc sống đó là quyền lợi của quý vị nhớ vào xem nha Alicia xin được cảm ơn hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn bây giờ qua anh đăng là dược sĩ này ừ. anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng thanh lịch quạt chữ Kengen đó, tiếng Nhật dịch ra, dịch ra đó là Return to Origin Trở lại nguồn nước nguyên thủy Mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản Được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến thực thảo Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa là tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4 đến 6 lần và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ nhiệt cao. Còn đó là Kangen Water nước tinh khiết tinh chất uống để trừ tránh bệnh hoạn bệnh tật như uống thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và anh ở số điện thoại là 714 833 8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống Tendon. water the best water water